Rồi chào anh em nha, hôm nay tối 15 tháng 5 mình có hiện tại đang có một cái xác máy nai 110 máy bãi tháo xe Honda Thái Lan về nha anh em. Tình trạng máy này là mình bán xác cho anh em về muốn làm gì làm, muốn lấy đồ độ chế hay là đôn dên hay nói chung là làm cái kiểu gì làm thành sao hàng vậy. Hiện tại máy này là không có bù lửa đó, thì cái này là cái xác máy nó quay nai 110 đó. Thì cái xác máy này mình bán cái nguyên cái bộ cái xác máy nai như thế này mình bán cho anh em thích hợp về lấy đồ hay này kia thì tùy đôn độ chế này kia mình bán rẻ ha. Cái xác máy này mình bán cho anh em giá là 2.6 triệu nha, 2.6 triệu anh em nghe rõ là 2.6 triệu nha, bán là như hình sao hàng vậy thôi ha. Đó, anh em mua về muốn làm gì làm. Thì hiện tại hôm nay là máy nai đi, mình nói đơn giản anh em mình sẽ liệt kê, nếu mà mình rảnh mình có thời gian mình sẽ rã bán phụ tùng. Cái máy này thì nói chung là 2.6 triệu nó chỉ anh em mua được có vài món thôi, mình nói đơn giản ha. Hôm nay mình mua một cái vỏ đầu 110 quay 110 như thế này thì nó sẽ có làm khoảng 1.2 triệu. Một cái vỏ lồng nó bị gãy quay này mua hôm nay khoảng 600.000 rồi hết 1.8 triệu rồi đúng không, 1.8 triệu. Hôm nay một bộ số quay nai đúng hàng zin quay nai như thế này mua bèo bèo cũng phải 1 triệu à, là đã thấy 2.8 triệu rồi à. Cái lốc nè, cái lốc, cái nồi, cây dên đó, nó còn rất là nhiều. Thì đó anh em mình bán nguyên cục như thế này nè thì chỉ có giá 2.6 triệu thôi ha. À, cái cục máy như thế này mình bán 2.6 triệu nè, 2.6 triệu vô cái cục máy quay nai 110 như thế này, máy rã bãi Campuchia, máy rã bãi Campuchia dài ha. Anh em mua về muốn làm gì làm, đừng hỏi em là máy này bao nguyên zin đầu nồi chưa rớt hay không ha. Nói chung là mình bán giá này gọi là giá dây chai, anh em mua về và tùy ý. Đúng máy quay nai 110 nha anh em thấy không, máy đúng máy 110 nha anh em, ZN 110 nè anh em thấy không, máy này là máy nai 110 số 1 tới 3 lùi con tay, dòng xe của Thái nha anh em. Đó, mình bán vậy ha, 2.6 triệu cho cục máy này. Anh em nào thấy hợp nhãn alo em nha, qua số điện thoại là 0933996332. Xác máy quay nai 110 zin tháo xe bãi Campuchia về giá là 2.6 triệu. Đây đúng máy 110 nha anh em, đó lồng zin 110 nè, đó đầu ET luôn nha, cái máy này đầu ET2 luôn nha. Đó, bán nguyên cục thì có 2.6 triệu à, anh em nào cản ra lo em nha. Hình sao hàng vậy anh em, giá rẻ thì tất nhiên là thích hợp về cho anh em lấy đồ rồi. À, nó bị lỗi này do chắc nó bị lỏng cúng máy chạy giật nó bị bể ha. Thì nói chung giá 2.6 triệu rất là rẻ, anh em cầm 2.6 triệu chỉ mua được vài món của máy quay nai 110 thì thôi, còn anh em bán nguyên cục luôn thì anh em đó có nguyên cục máy về tha hồ lấy đồ nghiên cứu độ chế này tùy ha.